Thôn Trại Gần, xã Song Phương có hơn 200 hộ dân. Mỗi hộ dân đã phải bỏ ra hơn 4 triệu đồng cho công ty cổ phần Tây Hà Nội để lắp đặt đồng hồ nước. Thế nhưng trong nhiều tháng nay, các hộ dân sống trong cảnh không có nước sạch. Người dân đã phải sử dụng nước giếng khoan. Hộ có điều kiện hơn thì mua nước đóng bình về sử dụng. 4,2 triệu xong là mong muốn 4 triệu rưỡi để mong muốn có nước sạch, mà đến giờ từ Tết giờ là mất hết nước sạch không có. Đấy, vợ chồng tôi phải đi mua nước về để ăn đây. Còn cái bể, cái giếng này là tôi khoan để sửa dùng, nó không ăn được. Đi gánh từng gánh nước đi đến nhà người ta có giếng khoan để xin về để rửa vệ sinh cho các cháu tôi. Thế nên là chúng tôi rất là người dân, chúng tôi mất tiền để mua công tơ, để lắp điện nước, để chúng tôi sử dụng hàng ngày. Nhưng chúng tôi không có nước. Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Bởi không có nước sạch, sức khỏe, đời sống người dân không đảm bảo. Chúng tôi cũng đã có ý kiến kiến nghị với Ủy ban Nhân dân huyện và có ý kiến nhiều lần với công ty nước sạch, đề nghị là có cái phương án điều tiết để làm sao cho bà con nhân dân ở khu vực Trại Gần có nước sạch sử dụng. Nhưng từ nhiều tháng nay là hầu như là không có nước sạch sử dụng. Nước mà để mà thiếu thì dân sinh hoạt rất là khó khăn, gặp nhiều khó khăn về ăn, về tắm rửa giặt giũ. Trong báo cáo 684 ngày 3 tháng 11 năm 2023, của Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức về tình hình cung cấp nước sạch cho người dân trên địa bàn, Công ty Cổ phần Nước sạch Tây Hà Nội thực hiện dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho 14 xã và một thị trấn, sử dụng nguồn nước sạch từ nhà máy nước mặt sông Đà. Việc thiếu nước trong một thời gian dài là do khu vực cuối nguồn, nước yếu do nguồn cấp, và công ty chưa xây trạm tăng áp tại xã Yên Sở và Sơn Đồng nên đã để xảy ra tình trạng thiếu nước ở nhiều địa bàn dân cư. Trạm bơm Sơn Đồng thì cũng đã giải phóng mặt bằng và cũng đang huyện đã làm mọi thủ tục. Có lẽ cách đây cũng khoảng 2-3 năm rồi. Thì hiện nay đơn vị thì vừa mới báo là cuối năm nay mới bắt đầu khởi công và triển khai xây dựng. Thì chủ đầu tư cũng đều dự kiến là khoảng quý 2 năm 2024 sẽ hoàn thành. Thì cái nội dung này chúng tôi cũng tiếp tục bám sát đôn đốc để chủ đầu tư thực hiện. Thế còn cái trạm bơm nữa là ở chỗ khu vực Yên Sở. Thì hiện nay chủ đầu tư báo cáo là đang làm thủ tục về đất đai với Sở Tài nguyên Môi trường. Bên cạnh việc đôn đốc Công ty Cổ phần Nước sạch Tây Hà Nội đẩy nhanh tiến độ xây các trạm tăng áp, Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức yêu cầu đơn vị sử dụng các biện pháp bơm tăng áp di động, thực hiện việc điều tiết cấp nước hợp lý, dồn nước cho khu vực ở xa, cốt địa hình cao, bất lợi. Thông báo ngày giờ cụ thể để người dân chủ động trữ nước sạch.